đời sống muôn màu chen nồ của bà Tám Kali. Cảm ơn các bạn đã ghé thăm và xem video của Tám. Ngày hôm nay Tám sẽ trình bày một nhạc phẩm sáng tác của nhạc sĩ Trầm Tử Thiên. Bài hát mang chủ đề là Bài Hương Ca Vô Tận. Và bây giờ xin mời các bạn cùng nghe nhé. Bài ca tiếng anh lên đường ngày đau binh chưa biết còn bao lâu cuộc phân ly may lắm chỉ quá mau hát nữa đi hát để đợi chờ
mến chúc các bạn hạnh phúc vui vẻ bên cạnh gia đình. Xin chào tạm biệt.